Thưa quý vị và các bạn, một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, đó là chính trị hóa các vụ án hình sự. Tức là từ những vụ án đơn lẻ, các thế lực này thổi phồng, xuyên tạc, lái vụ việc sang hướng khác, rồi quy kết thành những vấn đề chính trị của đất nước. Chương trình thời sự hôm nay sẽ phân tích sâu hơn về những thủ đoạn này qua phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Xin mời biên tập viên Việt Cường. Vâng, xin cảm ơn chị Hoài Anh. Xin kính chào quý vị. Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của cơ quan pháp luật. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân ở bất kỳ quốc gia nào. Thế nhưng có những phần tử cơ hội bất mãn chính trị đã lợi dụng những vụ án mà trắng đen đã rõ mười mươi để thực hiện những thủ đoạn đơm đặt dựng chuyện, cố tình làm sai lệch bản chất của sự việc. Mục đích là nhằm hoại uy tín của các cơ quan công quyền, cơ quan thực thi pháp luật, gây nhiễu thông tin, hướng lái dư luận ngả theo quan điểm sai trái, bất mãn. Và để quý vị hiểu rõ hơn thủ đoạn này, thì chúng tôi xin dẫn ra hai trong số rất nhiều vụ án đã bị bóp méo trong thời gian vừa qua. Đây là phiên tòa xét xử bị cáo Lê Duy Phong, nguyên nhà báo của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, vì tội cưỡng đoạt tài sản. Tháng 6 năm 2017, khi đang là trưởng ban bạn đọc của tờ báo này, Phong đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo, dùng lời lẽ uy hiếp về tinh thần để chiếm đoạt 200 triệu đồng của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái. Trước tòa, Phong đã thừa nhận đây là hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Thế nhưng, trên một số trang mạng, các phần tử phản động đã xuyên tạc quy trục vụ việc theo kiểu Việt Nam vi phạm tự do báo chí, chính quyền Việt Nam gài bẫy để đưa các nhà báo chống tham nhũng vào vòng lao lý. Hơn thế, còn bóp méo quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thậm chí xuyên tạc rằng cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá của phe cánh, có sự bao che dung túng tiếp tay cho các hành vi tham nhũng. Còn đây là vụ việc liên quan đến nữ sinh giao gà bị sát hại vào dịp Tết vừa qua. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam 11 đối tượng. Xác định đây là vụ án gây chấn động dư luận đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Công an đã huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. Thế nhưng, trên mạng xuất hiện nhiều trang web, thậm chí một số tờ báo trong nước, tài khoản Facebook đăng tải thông tin có nội dung công kích công tác phá án, tung tin có nội dung bịa đặt nhằm vu cáo bôi nhọ lực lượng công an. Một số trang fanpage trên mạng xã hội Facebook còn đặt vấn đề có hay không sự non kém về nghiệp vụ, thậm chí là sự hời hợt, thiếu trách nhiệm của ban chuyên án. Vâng, rõ ràng là những vụ án rất nghiêm trọng đã bị những kẻ ăn không nói có lượm lặt thông tin trên mạng Internet, rồi tìm nhiều chiêu trò để hướng lái dư luận, hiểu sai bản chất. Hay là từ sự việc một số phần tử xấu ở các tỉnh Nghệ An hay Hà Tĩnh núp dưới vỏ bọc tôn giáo đã lợi dụng sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung để kích động, lôi kéo một bộ phận giáo dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Xét thấy có những yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực chất đây chỉ là vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng thông qua một số trang mạng ở nước ngoài thì các thế lực thù địch, những phần tử phản động đã chính trị hóa vụ việc này, rồi lái câu chuyện sang vấn đề dân chủ nhân quyền và cho rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo, Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo. Rõ ràng, những vụ án hình sự đơn thuần đã bị lợi dụng để đơm đặt, rồi lái sang những vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội hệ trọng. Mục tiêu sâu xa mà các thế lực thù địch và những phần tử phản động hướng tới không gì khác là gây ra sự hoài nghi trong nội bộ, phá hoại sự đồng thuận trong xã hội và chia rẽ cán bộ đảng viên với nhân dân. Vì vậy, người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn thâm độc này. Và sau đây là quan điểm của một số đại biểu Quốc hội. Cái gì là vi phạm pháp luật thì chúng ta phải xử lý bằng pháp luật. Điều 8 Hiến pháp khẳng định rất rõ, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Thế còn câu chuyện tự do tín giáo, tôn giáo, chúng ta xem có những người làm là theo tôn giáo, ông có bị mất tự do đâu. Nhưng rõ ràng ông lợi dụng vào việc đấy để mà ông gây mất trật tự xã hội, thậm chí đến mức độ phạm tội hình sự thì cần phải xử lý. Tôi về quê cũng được anh em bè bạn ở quê hỏi chuyện này chuyện kia thì tôi bảo rằng là các anh các chị không có đầy đủ thông tin. Và khi các anh các chị nghe những cái thông tin như thế thì các anh nên phải tỉnh táo để khẳng định xem là cái gì nó là cái có thật, cái gì đó là cái lan truyền bịa đặt với dụng ý xấu. Thì cái đó chúng ta phải mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội chúng ta là phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi cho rằng cái đấy là cái mà rất là nguy hiểm hiện nay.
mà cần phải có cái nhận diện rất là chính xác và đầy đủ kịp thời cái này. Đối với những vấn đề nhạy cảm như vậy thì trước tiên các cái cơ quan chủ quản, các cái cơ quan chịu trách nhiệm về thông tin truyền thông thì anh phải rất là nhanh nhạy, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho báo chí để giải tỏa cho người dân thấy rõ được cái bản chất của sự việc đó là như thế nào và các cái cơ quan chức năng đang xử lý là như nào. Mà nếu đã có kết quả rồi thì cũng phải thông tin kịp thời cái kết quả xử lý một cách chính xác, đầy đủ để chấn an dư luận, để người dân người ta hiểu rõ bản chất của sự việc. Việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết để có một môi trường sống an toàn cho người dân. Ấy vậy mà các thế lực xấu, phản động đã sẵn sàng bịa đặt, lợi dụng những việc nóng để bóp méo, dựng chuyện miễn sao là đạt được mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu, chống phá đảng và nhà nước. Và những thủ đoạn này thì ngày càng bài bản hơn, mưu mô, thâm hiểm hơn, có phân công kẻ tung người hứng, có phối hợp giữa người ở trong nước và người ở nước ngoài. Và chúng tôi xin nhắc đến một vụ tiếp theo để quý vị hiểu rõ hơn về chiêu trò này. Đó là việc liên quan đến Trần Đình Sang, một cái tên đã khá nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian vừa qua, với những clip ghi lại sự xuất hiện và can thiệp của mình với quá trình thực thi công vụ của các lực lượng chức năng. Và cách đây gần 2 tháng, Sang đã bị công an thành phố Yên Bái ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ. Mời quý vị xem phóng sự sau để hiểu rõ một phần nào bộ mặt thật của đối tượng này. Tối 23 tháng 3 năm nay, trong lúc cảnh sát cơ động công an thành phố Yên Bái làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông, Trần Đình Sang đã tới can thiệp và dùng điện thoại quay phát trực tiếp trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã, xúc phạm. Ý mày nào? Anh chửi ai? Chửi mày. Khi được yêu cầu không can thiệp vào công việc của người khác thì Sang không những không chấp hành mà còn chặn đầu xe cảnh sát, dùng tay đấm thẳng vào một cán bộ chiến sĩ. Còn đây là những hình ảnh của Trần Đình Sang khi đến làm việc tại cơ quan công an. Bây giờ mấy người ngồi đây? 5 người đi. Tôi đúng 5 người. Ngồi đây. Một con đùi, cười trần. Cái thứ nhất là thế. Cái thứ hai là thái độ làm việc là không hợp tác. Cứ đi lại lại rồi anh chửi từng người, ngồi ghi biên bản, anh còn chỉ thẳng mặt những người làm việc là mày có sợ mất sao, mất gạch không, nói kia. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Anh chỉ náo vô cùng. Trần Đình Sang nhiều lần xông vào trụ sở cơ quan công quyền của các địa phương, lấy cớ là để tố giác tội phạm, nhưng thực chất là muốn sinh sự, để có chuyện quay clip và phát tán trên mạng. Các clip do Sang đăng tải toàn sử dụng những ngôn ngữ kích động tâm lý hiếu kỳ của đám đông. Anh ta học chưa hết lớp 4. Thực tế làm việc với chúng tôi thì đến ngay cả cái bản trình anh ta không biết được. Nên tôi cũng không, thật sự là tôi cũng không hiểu là vì lý do gì đó mà anh ta luôn xuất hiện ở các cái cơ quan, các cái đơn vị nhiều tỉnh thành trên cả nước là trong cái tư cách là sẽ được những cái người có liên quan đến cái vi phạm hoặc là liên quan đến một cái vụ việc gì đó họ ủy quyền cho anh ta đến để thay mặt giải quyết. Vâng, quý vị thấy đấy, một kẻ luôn tỏ ra ngông cuồng, coi thường pháp luật và có những hành vi côn đồ, vô văn hóa như Trần Đình Sang rõ ràng là cần phải nghiêm trị. Việc khởi tố bắt tạm giam Sang thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trước những hành vi nguy hiểm, gây nguy hiểm cho xã hội. Ấy vậy mà một số tài khoản Facebook lại mượn chuyện để xuyên tạc, vu cáo lực lượng công an là đàn áp, bắt giam những người đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng. Mục tiêu sâu xa của họ vẫn là nhằm phủ nhận những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực và vẽ ra bức tranh méo mó về xã hội Việt Nam, để từ đó gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, về khả năng quản lý điều hành của chính quyền và làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Rõ ràng, môi trường mạng đang có rất nhiều cạm bẫy. Nếu người dùng không tỉnh táo thì sẽ rất dễ vô tình biến mình thành công cụ trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Phần trình bày của chúng tôi xin kết thúc tại đây.